Kiểu tóc độc lạ gây tranh cãi của Jungkook BTS, hóa ra là lấy ý tưởng từ nhân vật này. Sau khi xuất hiện tại họp báo cho bộ phim Dream, Jungkook khiến người hâm mộ bất ngờ bởi kiểu tóc mới. Từ khóa mái tóc của Jungkook ngay lập tức lên xu hướng trên nền tảng Twitter. Mới đây, tại sự kiện quảng bá phim Dream, hàng loạt các nhân vật nổi tiếng xuất hiện tại sự kiện. Tuy nhiên, sự chú ý lại va vào mái tóc độc lạ của Jungkook em út của nhóm nhạc BTS. Trái ngược với hình ảnh nam tính khi làm đại sứ toàn cầu cho Calvin Klein, Jungkook bỗng thay đổi tạo hình trở nên nhẹ nhàng với mái tóc khác lạ. Là một ngôi sao hàng đầu K-pop và sở hữu nhiều lượng người hâm mộ trên thế giới. Sự thay đổi này của Jungkook ngay lập tức khiến nhiều người xôn xao. Được biết, Jungkook đã nuôi tóc dài trong nhiều năm. Trong lần trình diễn cho World Cup 2022 ở Hàn Quốc, anh chàng cũng để tóc dài, nhưng mang xu hướng rock và cá tính hơn, với lần cắt tóc chạm vai cùng với chiếc mái xoăn, nhiều người hâm mộ lại liên tưởng đến điên nữ trong bộ phim Hàn Quốc Zoe Seo trong Itaewon Class, do Kim Ja Mi thủ vai, sau màn xuất hiện gây bão tại sự kiện, từ khóa mái tóc của Jungkook lập tức xuất hiện trên xu hướng, xuất hiện tại sự kiện còn có sự góp mặt của các nghệ sĩ đình đám khác như Park Seo Joon, Yoo, Han So Hee, Choi Woo Sik, Kim Soo Hyun, Kim Woo Bin.